Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cái ví DAO Wallet để mà mình stake Cardano nhé. Đầu tiên là bạn vào trong web này nhé. DAO Wallet .io. Mình click download. Xong mình dùng Windows. Sau khi mình tải về thì mình đây, bắt đầu mình cài đặt. Sau khi cài đặt thì bạn mở ra. Nó ở đây rồi. Sau đấy mình bấm tiếp tục. Xong rồi tick agree the term and service. Continue. Ok, tiếp theo mình bấm vào create tên wallet. Mật mã. Sau đó mình bấm create. Confirm. Continue. Sau đấy là mình vẫn là phải cho cái 24 free này vào đây thì confirm thì mới được. Sau đấy là mình đã có cái wallet rồi. Nó đang chạy này. Ok, bây giờ nó đã chạy xong thì mình sẽ có một cái wallet mới như thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển ADA từ Binance. Thì mình sẽ vào Binance. Bây giờ mình vào Spot. Đây mình có Cardano đây. Mình sẽ rút hết ra. Withdraw này. Bây giờ mình phải cho cái địa chỉ. Receive. Copy. Xong mình quay vào đây. Mình dán vào đây. Xong rồi tích vào Cardano. Phi là một ADA. Rất là rẻ các bạn. So với Ethereum quá đắt luôn. Maximum này. Mình sẽ còn chỉ có 114 ADA. Double check lại. Ok, submit. Ok, đã xong rồi. Để mình xem.
Nó đang processing. Chắc là một 2 phút thì sẽ được. Ok. À, tiếp theo mình bấm vào Stack Pools. Mình có khoảng 114 kernel thôi. Thì mình chọn lên đây. Thì nó sẽ recommend những cái stack pool nào best for mình. Thì thử bấm vào đây thử. Pool mới dần là 0% mà. Còn nếu mà bạn biết một cái stack pool nào thì bạn có thể bấm vào đây. Mình bấm vào denew. Cái pool này mình biết thì cái này nó có 5% này. Đấy. Thì mình bấm vào pool này. Continue. Này, wallet. Continue. Continue. Phi là 0.1 idea. Phải cho một mã vào. Ok, xong rồi. Save from nó đã kích hoạt được bạn. Sau khoảng 8 ngày các bạn nhé. Mình sẽ có được phần thưởng. Ok, mình sẽ update video tiếp theo là mình kiếm được bao nhiêu tiền từ stake 114 Cardano. Xin chào tạm biệt các bạn.